chuyển cho ông chuyện gì nữa không ông? Cái gì? Gần đây á, lúc 12 giờ đêm á, là mẫu có chuyển chuyện gì giờ cho ông biết trước nữa không? Cho biết hết. Mẫu cho biết. Dạ. Thờ mẫu linh quá, linh là không ai hay. Máy bằng sắt bắt lên rồi điển ở trên chọn xuống nói trời ơi nghe gùng giận cho biết trước vô giữ chọn cho máy á máy khúc ơi như vậy nè biết đâu quá không như vậy nè mình em lớn có cái lớn hơn vậy cái cỡ này cái nhỏ cỡ này chứ cái lớn cỡ này dài cỡ này bằng sắt có biết đâu quá chưa? Dạ chưa không cần phải có cái đó để nghe rằng mà điện cái tỉnh trọt xuống này ở đâu hả thấy không trời đất ơi chơi gì kỳ anh em không bay anh em làm gì trời đất ơi đúc cái lô đất anh coi ông bay không cũng không bay luôn trời đất ơi hết chuyện không rồi cái đó đúng cái đó rồi rẹt ra tại vì bà nhiều bà con á ông điện hỏi thăm con á địa chỉ nhà ông kể đến trước là cúng mẫu sau là thăm ông với bà nhưng mà cái chỗ của ông hiện tại vẫn còn đóng cửa đó thì con cũng chưa có dám cho địa chỉ bà con nhiều tại vì cho thì bà con từ xa ở xa lắm người ta đến mà mình đóng cửa không có cho vào đó thì cũng tội nghiệp cho bà con. Xuống hội bàn đào đặng có cái dầu vô hưởng lấy không chịu ngân hàng trời còn đi theo chí hướng ba sào bốn xỉnh cho nên là nhiều bà con hỏi thăm con á địa chỉ đến trước cúng mẫu sao thăm ông mà xe chạy ngang thấy có ông già đây thôi mình cũng đậu xe đây cũng có chỗ mát nè đang coi ông già ông nói sao trời đất ơi đi luôn ha ông hết đường đi luôn hết đường cứu ông ơi năm mấy cô đào của ông á mấy cô đào của ông á là ông chưa tìm được ai hết mà những cái cô đào đó còn trẻ hay là già rồi ông cũng không có cỡ bà cũng 5-6 tuổi cũng 50 tuổi 60 lớn hết rồi bốn mấy thì cũng có mà thì cỡ 60 năm bốn mấy 50 60 ba mấy 40 rồi sao rồi qua bận người đâu mất tiêu á. Rồi rồi ông ơi, ông thấy con có giống cô đào mà của ông không? Giống không? Khác vậy là con không phải đúng không? Ừ. Những cô đào đó là đẹp hay sao không? Ừ. Đẹp ha, vậy là con không phải rồi. Cái cô bà nào kỳ đó đưa số tiền đó. Nhiều lắm, tại vì nhiều người lắm con cũng không biết là người ông rồi, hỏi ai. Rồi cổ có gọi cổ ra rồi cái coi cổ đâu. Biểu về xứ để mà đi tìm đầu đanh mà rồi không về được không tìm. Vậy rồi làm sao mà nói đi ở đâu. Đi về xứ sợ ta đi tìm. Chẳng mới được hiểu cái đường con nó ở đâu. À ấy đường con ở đâu? Ông ơi. Ý ông nói cái cô đào mà hôm trước mà hồi vừa Tết rồi mà con xuống con gọi video cho ông thấy mặt đó, đó là cô đào của ông Trần Tiềm đó hả? Ừ. Chị Nguyệt, là chị Nguyệt hả? Đó là ông ngoài dưới cuối khói kìa. Trời ơi, bây giờ ở đâu rồi cũng chết mà nó không có sợ. Chứ phải ở chỗ nào sống được thì mình ở, nhặt ở đâu cũng chết, tiền tới chết rồi đâu cũng chết chứ. Thì
còn cái gom lại rằng người ta mới đổ cho. Này ở lẻ tẻ đâu rồi làm sao làm. Hả? Mấy cô đào mà ông đang đi tìm á là mấy cô đó đang ở nước ngoài rồi, bên Mỹ, bên Úc, bên Canada hết rồi. Đi vậy rồi. Dạ đi nước ngoài hết rồi ông. Trời đất ơi. Rồi sao về được? Thôi. Vậy là hết đường còn. Có đường chết chứ không có đường sống. Nhưng mà mấy cô đó là hiện là đang tu hết rồi ông ơi, đang tu tại gia đó không? Hả? Nhưng mà mấy cô đào đó là hiện tại đang tu tại gia. Dạ. Yeah. Dạ. Người nào cũng tốt hết đó ông, người nào cũng tu tại gia hết đó ông. Mình đâu có quẩn mà lại từ nhà mà nói chuyện. Mà người ta không có cần biết mình nói ai nghe. Con quay lên gì nè, là bà con có xem video là bà con biết ông nói gì hết trơn à. Bà con những gì ông nói đi, tao con đang ghi hình ông nè, con đang quay ông nè, là bà con xem là con sẽ biết. Nói là ông đó ông ở có chỗ đó mà giờ là ông nói đó thì nữa là phải tìm ngay lại đang người gom vô đang còn được một sự nhóm đó, còn không gom về đó thì rồi không có còn trong gì chịu nổi đâu, chết kỳ lắm, chết là không có thế nào ngăn được. Mà đường đạo á thì có cần thì ông chỉ thêm cho, cái đường đạo là cái đường còn, mà không biết thì kể như rồi. Đó, giờ có cục mây rồi đó. Cùng may đi bộ tới đâu rồi bị nắng đó. Giờ giải tỏa ra đi thì bị đi. Thì đi giờ nói hết vậy đó. Có gặp ông là ông nói phải gom đó. Nói vậy đi. Thì cho ai có đến cho biết chỗ đi. Rồi đi đâu đó đi rồi coi quá vậy thì chạy về đó. Rồi đó, vậy là xong rồi đó. Sao con để ý con thấy ông rất là sợ ánh nắng, tại vì sao hả ông? Ừ. Con để ý ông là con thấy ông rất là sợ nắng. Tại sao mà ông lại sợ ánh nắng dữ vậy ông? Sợ nắng hả? Dạ, con thấy ông hay sợ nắng. Nắng chết luôn rồi, không sợ được. Nắng đi ra ngoài đồng mà đi vô là cho nếu mà còn ở ngoài đồng phơi nắng vậy đó là nó gì nó hư ruột hư gan hết trơn. Chính này nó đã ba bệnh cái kia đó, cái nọ ruột gan thân thể gì trong bộ đồ lòng nó hư hại hết trơn, riết rồi đi kiếm thuốc gì mà uống thuốc nào mà uống được, không uống gì thuốc gì hết trơn, rồi nó ba bệnh hoạn rồi thôi đi không nổi nữa, nằm luôn, rồi chừng nào chết đó là chết. Nằm luôn giờ không có đi được, chín ruột chín gan rồi nằm làm sao đi, hơi nắng mà còn sao được. Vậy là nắng bây giờ độc hại lắm hả ông? Đi đây á nó mát vậy thì cứ việc chạy đi, mà nắng rồi coi có bóng cây nào lại đó ngồi đi đem đồ chạy nằm ngủ luôn cũng được, mà ngủ rồi tới chừng mát ai kêu rồi ngủ luôn. Đó, theo như mà mát rồi thì chạy cũng mấy cây số à.
trời. Ông ơi, nắng bây giờ là độc hại lắm đúng không ông? Ừ. Bởi vậy mới có câu là Đức Thầy nói là trời mưa gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi đúng không ông? Ờ. Khuyên dương gian bỏ các việc rồi, đặng lo liệu cho tròn phận sự. Đặng lo liệu cho tròn phận sự. Dạ. Thấy giờ giờ thấy đa số còn đang lưỡng lự. Còn đang lưỡng lự. Biết tu mà đừng có hận hờ. Gặp giảng kinh trần cứ lần ngơ, trồng bông kiển mới giống kỳ hướng nấy. Thiên ngục cuốn tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra bởi chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm thì tỏ ngộ đạo màu. Cảnh dương gian muôn thảm nhà trời, nó dạng vật mới đời lầu chẳng có. Sông dưới núi trước kia mắt ngó, mà khi chết rồi thấy nó được nào. Ai biết đường thì hãy sớm tẩu đầu, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhảy. Chịu cái đắng tu hành mới giỏi, ta thương đời mới len lỏi xuống trần. Đạo vô vi nếu của Phật ân cần, mà nói theo chí với Thích Ca ngày trước. Câu phú quý ngày không màng ước, mà chữ bồ đề như cội ba tầng. Phải ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng, thì mới được định chừng diệu quả. Lời thuyết pháp chẳng gì nhân nhã, người nào đâu có Phật tánh là. Xem kệ này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thịnh. Hạp mùa tuyết với giống kia bất luận, phải một mầm trổ lá mới màu. Trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Về cực lạc là về cõi trên. Đạo dư lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ, thì mới đặng thân sau cao quý. Nhìn đạo Phật mà tìm cái chân lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vì yêu dân nên mới kể ngọn ngành, khuyên lê thứ mà làm lành, mà tránh cảnh đất vàng là nơi cứu cánh. Về chốn đi xa lánh hồng trần, dầu không siêu cũng đặng về thần. Nhờ hai chữ trung quân ấy quất, chừng lập hội mới biết ai còn ai mất. Giờ chưa phân chưa biết chính tà, ta vì dân sắc lệnh luật tà. Đền đến cứu sân trung dự mạng, nền đạo đức ta bài quá cạn. Mà dương gian còn ngạn danh từ, làm cho ta lỡ khóc lỡ cười. Khóc là khóc thương người ngu muội, thấy điên khùng làm như sắc nguội. Chẳng trên đương nó lại khinh khi, ngó về tay niệm chữ từ bi. Cười trần thế mê si thấy quá, tranh giới lượng đặng dành công cáo. Khuyến dụ người đặng có khiến sai, chúng nằm không hướng của quỳnh tài. Để khốn khổ mặc ai chối kệ, mắt thấy rõ những điều tồi tệ. Thảm thương cho đông quá, mà bị thảm sầu, đó là bị đông quá mà bị thảm sầu. Vì không sợ có tầm đâu mà biết được, bởi vì mà lúc bình thường mình không tìm, rồi tới chuyện ai đâu mà giúp cho mình đâu. Chết dĩ chỗ. Câu mà hạ nguyên nay đã hết đời á ông. Hôm ba biến chuyển đổi dời ra tên. Có mây này quá đã ha. Đi cũng xa rồi. Nắng ngủ mưa nghỉ mát trời đi chơi. Mà bây giờ mát rồi cũng ngồi đây, mà nắng cũng ngồi đây. Vậy đâu tới đâu. Rồi ở trong cái xóm làng đó có biết ai với ai như thế nào chưa? Dạ không. Có ai ở nói đường lối kiểu mà biết trước biết sau chưa? Có biết mốc gì? Rồi nói giờ ba xin ba sao vậy thôi. Dạ. Nó không biết khỉ gì đâu. Dạ ít có người tin lắm ông ơi. Mà nói bây giờ mình nói đó, rồi mình nói với ba khởi vậy. Dạ. Cho mình là nói bậy nói bạ, nó đâu có tin tưởng là cái chuyện nói đó mà nó đến mức nào đâu. Dạ. Rồi thôi rồi.
không có đường nào bỏ trên nó được có cái đường chết rồi, giờ năng heo qua cục mây cái rồi đó thấy chưa, qua con quay sẹt lửa tới liền. Có câu á không, Đức Thầy nói là người người khôn nghe nói phát dầu, rồi người ngu nghe nói ngửa đầu, ngửa đầu cười reo, rồi sao mới sẽ thấy hùm beo. Dạ. Hùm beo. Rồi sao, rồi sao mới thấy hùm beo. Thấm chữ nghèo cùng mắt chữ eo, xem gạo lúa lại tăng giá mắt. Nhìn cuộc thế mà đổi thay quá gắt. Thấm thương thay mới chết tháo chợ khô. Nhìn đèn nọ mới thấy mù hùng vũ, kể phương trần đã mãn mùa thu. Đeo danh lợi như con vật ấy, giống xe cát biển rong thường thấy. Tên giả tràng rất uổng công trình, khi nước rồng nhớ lúc bình minh, lúc nước lớn các kia tan rã. Trần phú quý thì trần sông thả, chớ còn ta khổ lâu và giết kẻ cơ gián dạy ít bài. Mặc lê thứ mà lòng không thử ý, coi rồi phải nhận cho hiểu lý câu quyền sâu của kẻ khùng này. Bởi chữ khùng của Phật của Thầy, chớ chẳng phải của người lãng trí, mê với tỉnh nhận ra là lý, thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài. Thức vậy mà tầm đạo kiếm bài, để thi cử mà khỏi mang tiếng rớt, sách quyến thiện miệng kêu không ngớt, mà người nào đâu có thức vậy tầm ta nghĩ si, cũng bắt khổ thầm nên than thở cùng trần ít chén. Tầm sáng suốt như đời nguyệt kiến, tánh trong như nước bích, nhức nước bích mùa xuân. Nếu không tu trần khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo, từ nhỏ tuổi mới đến người trưởng lão, mắc ở trong dòng sanh tử luân hồi, xuống dương đình mới thấy tội hổi thôi. Xuống dưới địa phủ mới biết tội, xuống dương đình mới thấy tội hỏi hôi đó, mới biết có nơi địa ngục. Kỳ xả tội nay còn một lúc gắn, kỳ xả tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ, gặp chẳng tinh thần quý hồn nhơ. Trồng bông kiển mới giống tri hướng nấy, địa ngục cũng tại tâm lòng quấy về thiên đàng. Tâm ấy tạo ra bởi chữ tâm, là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Tu dưới tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm thì tỏ ngộ đạo màu. Cảnh dương gian muôn thảm ngàn sầu, cảnh dương gian là cảnh này nè, muôn thảm ngàn sầu, ngó dạng vật và đài lầu chẳng có. Sông dưới núi trước kia mất nó, khi chết rồi thấy nó được nào. Ai biết đường thì hãy sớm tẩu đạo, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhảy, chịu cay đắng mà tu hành mới giỏi, ta thương đời mới đen rối xuống trần. Đạo vô vi của Phật ân cần, mà nói theo chí Thích Ca ngày trước, đó là ông Thích Ca đó. Nãy nói cũng Thích Ca, giờ nhắc lại giúp Thích Ca nè. Nói thử chứ, nói Thích Ca ngày trước câu phú quý, ngày không màng ước mà chữ bồ đề như cội bá tầm. Phải ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng thì mới được định trần diệu quả. Lời thuyết pháp chẳng gì nhân ngã, mà người nào đâu có Phật tánh là. Xem kệ này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thận hạp bồ tiết, giống kia bất lực phải mọc mầm chỗ lá mới màu. Trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Đạo dưới lý từ đây nhiều chỗ, phải lục lừa cho kỹ mà nhờ, chọn nơi nào đạo chánh thượng thờ thì ra. Chánh thượng thờ thì mới được thân sao cao quý, nhìn đạo Phật mà tìm chân lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vì yêu dân nên mới kể ngọn ngành, khuyên lê thứ mà làm lành mà tránh cảnh nết bàn, là nơi cứu cánh về chốn ni xa lánh hồng trần. Dầu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Chừng lập hội mới biết ai còn mất, giờ chưa phân chưa biết chánh tà. Ta vì dân sắc lệnh ngục tà, đền liên cứu sân trung chịu mạng, nền đạo đức ta bài hoạt. Mà dương gian còn ngạn danh tự, cho ta lỡ khóc lỡ cười, khóc là khóc thương người ngu muội. Thấy điên khùng làm như sắc nguội, chẳng tranh đương nó lại khinh khi. Ngó về tay niệm chữ từ bi, cười trần thế mê chi thấy quá. Tranh đương đặng dành con cá cuốn dụ người, khiến dụ người đặng có khiến sai. Chúng nằm không hưởng của quạnh tài, để khốn khổ mặc ai tối kệ. Mắt thấy rõ những điều tồi tệ, tai thường nghe lắm giọng ru người. Thêm thời kỳ thế kỷ 20, cố sô sẹp thần thánh quyền cho hết. Người nhớ dạ nghe qua mê mết rằng nên dùng sức mạnh cạnh tranh, được lợi quyền lợi được gian danh. Bài sức kẻ mà tu hành tác phước, rằng sống ấy nhiều người đón rước.
giúp dân tâm mới sôi nổi tràn trề, cố tích nhà cố quá cố tích nhà cố quá kinh tế cho tôn giáo là mùi xuất hiện, ai nếm vào ắt là phải nguyện. Chẳng còn lo tranh võ đấu tranh gì đó, nó cũng tới đó nó có hơi lộn lộn rồi. Cái chỗ mà tìm con là ít ít người, đông quá mà ít người, giờ thấy đi đâu thấy cũng đông vậy đó mà ít người, ít người tìm mà để lo cái đứa con. Rồi như vậy rồi làm sao ai giúp cho mình đây? Để vậy không có biết gì đâu.